Xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ phận không khí lạnh yếu đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ khoảng đêm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Từ chiều nay sang ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa với lượng ở mức là 20 đến 40 mm, thậm chí có nơi ở mức là 70 mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai thì khu vực phía đông bắc bộ trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là 27 đến 30 độ. Phía tây bắc bộ nắng nóng thuyên giảm với mức nhiệt là 32 đến 35 độ. Từ chiều tối nay sang ngày mai, tại Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa vừa với lượng mưa là từ 10 đến 30 mm, có nơi là trên 50 mm trong vòng 24 giờ. Trời chuyển mát tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất là 26 đến 29 độ. Còn đối với khu vực Trung và Nam Trung Bộ thì nắng nóng như những ngày vừa qua có xu hướng chấm dứt với nhiệt độ ban trưa ở mức là 31 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hầu như là ít biến đổi, phổ biến ít mưa, chủ yếu xảy ra về lúc chiều tối và có nắng nhiều vào ban ngày. Với khu vực Tây Nguyên thì có nơi có nắng nóng với nhiệt độ ban trưa là 32 đến 35 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là 34 đến 37 độ. Trên biển, từ chiều mai ở Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Biển động. Trên khu vực biển đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là 26 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.